Con này là 150.000. Dạ Hằng à, mẹ bữa nay mẹ mua hai con này tới 150 luôn á. Nhưng anh nói là muốn một cái đồ Labubu với cái này nè. Ai? Kim Ngân muốn một cái đồ Labubu. Vậy là con mua cho Kim, con tặng cho Kim Ngân đi. Con đợi cho bạn, con đợi cho Kim Ngân con chuột. Con đợi cho Kim Ngân con chuột trở lại. Ôi con thấy con chuột này, Kim Ngân đã mất con chuột trước khi con dạy cho con mèo này, nó ăn nó bắt con chuột xíu à. Con chuột nào con? Chuột uống sữa hả? Đúng rồi. Con chuột uống sữa thì đâu mất tiêu rồi, mở ngoài đồng rồi. Không, con sẽ đền cho Kim Ngân một con chuột khác để có thể con chuột nào là ngoan nhất của Kim Ngân mà đúng à. Nhưng mà con có đâu con đền. Ngày mai con sẽ đền nó thôi. Nhưng mà con đâu có đâu mà con đền. Con bắt ở đâu? Không, con không cần bắt đâu, thì không con thấy đi ngang qua ba trở về, con thấy mượn bả cả nguyên con chuột ở kế bên được luôn đây, rồi con sẽ bán nó, con sẽ bán một con để trước khi con sẽ về quê, con sẽ đợi đó trước khi con về quê, đây con sẽ bán trả giá thì con sẽ đền cho Kim Ngân một cái chuột khác. À, tức là con bắt con chuột ở trên đây con đền cho Kim Ngân á hả? Đền cho Kim Ngân, không phải con mua cho đền Kim Ngân. Con đợi cho Kim Ngân một con chuột khác. Và con cho nó uống sữa nhiều á, để cho nó mập. Hay là con cho bạn này đi. Đây con Labubu mà nó vậy. Mèo con nó không có đồ chơi mà con cho nó được con đồ chơi combo rồi. Vậy tốt quá, con đồ chơi combo này nó cũ mà nó có thể dành cho con mèo. Rồi, đọc bài đi. Bye bye các bạn.